Chào tất cả mọi người nha, mình là Bill đây. Thì ở trong trò đấu ngày hôm nay, hiện tại các form bài của mình đang có đấy chứ là Pháp Sư Thượng Long và Varus Lucario nha mọi người. Lúc đầu game mình cũng đang sở hữu được một cái lõi kim cương khá là ngon luôn á. Tên là tiếp tế trang bị, nó cho mình luôn tận hai cái trang bị lớn. Mình lấy được là một cái dao điện và một cái bàn tay công lý nha. Còn cái găng bóc đồ này là mình lắp sớm luôn nha mọi người. Chả hiểu sao đánh quái rất găng nè, đi chợ lụm găng luôn. Thì có lắp luôn đếp máu sao nữa trời. Ồ, rất khá là nhiều tướng nha. Ui, gì đây? Ui, nhân phẩm gì này anh em ơi? Đánh quái rất sát chuẩn ấn nè, tương đương với một cái loại vàng luôn á. Và một con rồng thần Stephen. Wow, quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Tại vì cái sát chuẩn ấn này mọi người chỉ có thể lấy được từ loại vàng thôi. Mà nó rớt ra cho mình luôn, thấy mới ảo chứ. Hơn thế nhờ. Nếu như mà lúc trước còn ấn Thượng Long thì đúng là may mắn thật. Nhưng mà bây giờ cái form bài của mình đang là đấu sĩ Pháp Sư Thượng Long, thì nó sẽ 50% tỷ lệ ra những cái tập hợp mà mình đang chơi và 50% tỷ lệ ra những cái tập hợp mà mình không đang chơi nha. Nói chung là cũng hên xui thôi. Trận này Huyễn Long là Huyễn Long kiếm phép à, không phải là Huyễn Long hải tặc nha. Nếu như mà là Huyễn Long hải tặc thì chắc chắn rồi, mình đã bú từ rất là sớm rồi đó. Hôm nay cũng là cái form bài Thượng Long với Pháp Sư và La Lúc Varus cũng như là Nili 2 sao. Lõi cực kỳ đẹp luôn á. Cái lõi này chơi những cái form bài mà tướng 2-3 vàng carry thì thôi chứ hết nước chấm luôn. Hoặc là cái lõi này mà đi chung với tiêu dùng thông minh đó nha. Trời ơi, nó vừa lên cấp free được nha, mà nó còn được gọi là roll được lên cấp nữa. Gọi là một trong hai luôn anh em ơi. Vừa xài tiền để mà roll nè, xong mà còn được lên cấp nữa, đúng sướng luôn. Hồi bữa giờ mình vẫn đang săn cái combo lõi này nha. Nhưng mà trước đó là mình cũng đã săn được cái vé trúng thưởng đi chung với tiêu dùng thông minh rồi đó, cũng khá là mạnh. Cái lõi thứ hai là lõi gì đây? Ôi trời ơi, xây bài tự động mà. Cái form bài này của mình thì xây bài được không ta? Ở xích bè rồi, bỏ con rồng mà không được rồi. Bỏ con rồng mà không được anh em ơi. Cái này là mình phải dư một slot á, mình bỏ hai tướng ra rồi mình mới bỏ rồng thần vào được chứ cái này. Đội hình của mình bè đấy chứ. Full slot mất tiêu rồi, hồi nãy quên bán chứ cái sách chuẩn ấn kia, hoặc là bán bớt con Nili các kiểu đi. Ngu ghê đó chứ. Tự nhiên lúc mà cái trận mà mình không săn á nha mọi người á, nó lại ra rất là dễ luôn. Còn cái trận này mà mình săn á, nó lại không ra, thế mới cay. Thôi cứ xoay bài đi, tại vì cái form bài Thượng Long của mình nó cũng đang khá là yếu. Đây, bỏ ám long với lại là Jerry Vanilla Curry à. Có rồng thần sẵn, có Pantheon, hoặc là chơi Jerry với lại là Nila Curry. Từ từ nha, một là thủy long, còn hai là ám long nè, cũng khá là căng đấy. Trước tiên thì lắp sát thủ cho nó trước cái đã. Tại vì ám long hay là thủy long gì á, đều chơi được sát thủ mà. Ủa, Nila nó lướt kìa. Thì cái chơi Nila mà gặp những cái ông nào mà chơi cấp phơm bài hộ pháp á, thì đúng là như cá được gặp nước luôn á mọi người ơi. Tại vì cứ mỗi lần Nila mà lướt ở nhà mà tên bạn có dép á, là nó sẽ lướt hoài luôn và ăn cắp một phần dép của tên bạn nha. Lướt đến khi nào mà tên bạn hết dép hoặc là tên bạn chết thì thôi, rất là ảo luôn á. Và càng lướt là Nila nó càng có dép, nên Nila mà ba sao á, mà lướt cái thằng nào mà kiểu như là Idas ba mà có hộ pháp á nha mọi người, là con Nila này cái lượng dép của nó còn phải gấp 3, gấp 4 lần cái lượng máu thật luôn. Mình từng gặp rồi, không phải là nói xạo mọi người đâu, khá là ảo luôn á. Đây, cái form bài nó không ra cái thể thống gì cả, nhưng mà mình xoay bài mà, toàn đội hình mắc tiền không mà. Quốc luôn. Ông này cũng là Thượng Long mà. Đây là cái lý do vì sao mà mình buông bỏ cái form bài Thượng Long sớm như vậy. Quá nhiều người chơi luôn, mình còn ráng chạy cối chơi là mình đi sớm luôn á. Đây, xoay tướng 4 vàng carry thì nó phải gọi là khác bọt liền chứ. Nice. Hiện tại là mình vẫn đang đợi thử xem cái lõi thứ ba với lại là điểu rồng thần bậc 1 với là bậc 2 á, nó cho mình cái gì nha. Nếu như mà những cái nào mà ngon ngon á thì mình làm ý tưởng luôn. Anh em đưa ra cho mình ý tưởng khá là nhiều, nhưng mà thường là săn lõi hoặc là săn trang bị ánh sáng thôi, khá là khó nên mình phải đi săn nha mọi người. Để đi chợ gì đây ta, mình đang còn thiếu gì nhờ. Ôi, trận này nước mắt với lại là dao điện mình có khá là nhiều nè, nhưng mà mất cung gỗ rồi. Cái Nila này anh em ơi, lấy Nila về nha, tí nữa có gì lên được Nila 2 sao sớm.
Anh em nào mà có ý tưởng gì hay và muốn mình làm á, hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình đọc hết tất cả bình luận của anh em và thực hiện từng cái một. Và nếu như anh em nào mà xem thay, hãy đừng quên để làm một like để cái kênh cũng như là bấm cái chuông nha. Động lực phải gọi là cực kỳ lớn luôn đó. Đây, Nila 2 sao luôn. Khá là dễ dàng. Tầm này ra 3 chấm mà tướng 4 vàng 2 sao á là cũng rất gì về này nọ nha mọi người. Khá là khó để mà thua luôn. Mọi người nào muốn ủng hộ cho mình thêm á, thì hãy đừng quên bỏ ra chỉ cần vài giây thôi để bấm nút like video với lại là đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Động lực phải gọi là siêu lớn luôn á, nhưng mà hoàn toàn miễn phí và anh em có thể giúp mình để mình có thể đạt được con số 1 triệu sub một cách sớm nhất. Đó là ước mơ của mình mà, và mình mong mọi người sẽ giúp mình thực hiện nó nha. Ông này là Vương Miền Hắc Hóa, ông level 7 nhưng mà có tận 9 slot thôi, mình chịu anh em ơi. Nila lướt được ông ta. Lướt đi bạn ơi, lướt đi bạn ơi, lướt đi bạn ơi, đúng rồi. Ui, lướt khá là ảo nha, được đó nha mọi người. Ui, như nào, lướt được. Lướt, lướt lẹ, lướt lẹ. What the. Lướt con dắt lúc đó đang quay gậy là nó không có đem mà thua luôn à. Ui, cái phê đó mình lướt chết được con dắt là mình thắng rồi. Xui thế. Sai phần random ra đồ khá là đẹp. Một cái vút rồng với lại là một cái kiếm tuyệt vời ở mặt trời luôn. Rồi đấy, giờ mình sẽ tích tiền để mà lên level. Hồi nãy cái vòng xoay bài á là mình không có cần xài tiền nha mọi người, tại vì cái vòng đó là mình không có chuẩn bị trước. Thường nếu như mà săn lỗi xoay bài á thì mình sẽ chuẩn bị trước tầm vài con tướng 4 vàng, vài con tướng 7 vàng hoặc là tướng 3 vàng 2 sao á, để mà khi có xoay bài là mình sẽ quất một phát các siêu phẩm cho mọi người xem luôn. Nhưng mà cái này thì nó lại không có, chịu thôi. Nila lướt được ông ta. Nila mà gặp mấy ông hộ pháp này thì đúng là tuyệt vời. Ok, thắng được nha. Thè nãy gặp ông kia mình thắng luôn là được chủ thắng 5-6 trận rồi, được tiền lãi quá trời luôn á. Thấy không, cứ hộ pháp là lướt hoài đến khi mà nó chết luôn anh em ơi. Tại vì cái dép của hộ pháp á, nó sẽ không biến mất trừ khi nào mà nó hết nha. Đây, bỏ Dana với lại là Kyuna vào nè. Là bốn sát thủ luôn chứ gì nữa. Những con sát thủ cái mùa này á, nó đều có vần A sau lưng nha mọi người. Dana, Kyuna, Nila, cũng như là Rengar. Anh em thấy cái sự khác biệt không? Không khác biệt cái quần quay gì cả. Ông này là hộ pháp nào. Nila lướt đẻ nha. Lướt đẻ nha. Lướt đẻ nha. Ê, gặp mấy hộ pháp này Nila quẩy sướng ở đây mà. Đây, cuồng đao, giao điện với lại là bàn tay công lý. Có đam, có tóc đánh và có hồi phục, có sát thương kỹ năng luôn. Loại thứ ba coi. Loại thứ ba là khu đồ hiệu. Trời ơi là quá đẻ luôn anh em ơi. Một là khu đồ hiệu, còn hai là kim cương đi. Chỉ cần là rồng để trứng vàng, rồng để trứng vàng. Come on. Úi xoài, loại vàng hơi cùi. Nếu chơi mà Nila carry á, thì mọi người đừng bao giờ lấy lõi nguyên tố luôn nha, nó sẽ phí mất một cái lõi đấy. Đừng bao giờ lấy lõi nguyên tố luôn nếu như mọi người chơi Nila carry. Chấp lõi luôn đó mọi người, chắc là lấy lắp cái nhắm thôi. Đơn vị hàng 2, ở lộn hàng 3 với lại là hàng 4 á, được tăng thêm tầm đánh với lại là tốc đánh. Cũng khá là ổn. Đây mình bỏ thêm con Olaf vào nha, vừa kích được đấu sĩ, vừa kích được chiến binh, với lại là lắp luôn cho em nó một ấn sát thủ. Thật sự là cái trò này mình vẫn chưa biết phải làm gì cả anh em ơi. Tại vì săn ý tưởng mà, mình á, một là phải săn hết tất cả các lõi luôn, và tất cả điểu đồng thần luôn, nó mới ra cái trang bị gì ngon á, thì mình hấp liền. Tại vì mình có làm sẵn một cái list, một cái danh sách ý tưởng của mọi người đưa ra cho mình á, thì chỉ cần ra cái gì, nhìn vào đó là mình sẽ biết làm gì luôn. Nên mọi người khỏi cần phải lo nha. Nhưng mà cái trận này nó vẫn chưa ra cho mình cái gì ngon cả. Thì cũng có khá là nhiều anh em hỏi mình là tại sao chơi nhiều quạt á. Thì cái này mình đi săn lõi mà anh em ơi. Nếu như mà không ra thì mình bắt buộc phải AFK và vào cái ad khác mình đánh rồi. Chứ thật sự là mình săn những cái lõi thứ nhất á, như là khước quỷ dữ nè, hoặc là xoay bài tự động nè, mà mình xài hết tiền rồi á, nó không ra thì
còn gì để mà chơi đâu mà luyến tiếc, đúng không? Nên mọi người thông cảm giúp mình ha. Và nếu như em chưa biết á, là mình đang có một cái fanpage tên là Biostagi, đấu trường chân lý viết tắt nha, mà mình chuyên cập nhật thông tin về đấu trường chân lý mùa 8 nè, những cái đội hình leo rang meta, và cập nhật những cái lỗi game, những cái C1 đấu trường chân lý á nha mọi người. Mình có để link ở phía dưới phần mô tả và phần bình luận nha, anh em chỉ cần kéo xuống phía dưới là thấy cái link mình để thôi. Mọi người đừng nên lên Facebook search Biostagi, tại vì nó sẽ ra rất là nhiều cái trang bet khác nhau và fake mà nó nên gọi là giả mạo mày nó. Nhiều khi anh em follow những cái kênh đó, nó sẽ đưa ra những cái thông tin không chính xác hoặc là những cái thông tin sai lệch đó, mà cái đó không phải là mình nha. Mình thì để cái link ở phía dưới đó, mọi người nào muốn theo dõi cứ bấm vào, chứ lên Facebook search fake nhiều quá mình cũng không có làm hết được. Nếu mà trên YouTube nó fake mình thì mình còn report được sương sương với mọi người ơi, chứ trên Facebook thì chịu, không mình không có bản quyền ở trên đó thì chịu. Còn trên YouTube thì mình nhờ bên mấy cái bộ phận khác người ta xử lý được. Mất Yasuo rồi. Nhưng mà con Soraka cầm cung gỗ nè cũng khá là ngon nha. Nhưng mà có đi la nè mọi người ơi. Thôi lấy cung gỗ đi. Trận này mình còn đang khá là nhiều nước mắt luôn á. Thiệt, nước mắt nè, cung gỗ nè, trận này nó ra nhiều. Vãi chưởng. Ra đúng nhiều luôn. Mọi người nhìn nha, mình đang còn dư tận hai cái nước mắt. Và trước đó là mình đã lắp cái cuồng đao rồi. Dư ba cái nước mắt chứ. Dư ba cái mọi người à, mình tưởng dư hai cái. Ai ngờ nhìn đi nhìn lại con banh hơn cả một cái nè. Ảo thật đi. Cũng có nhiều anh em góp ý mình là nên quay từ đầu game á. Thì những cái trận nào mà có lỗi từ đầu game nè, hoặc là những cái trận nào mà mình quay meta, mọi người còn xem cách mình đếp máu, bích tướng và chơi những cái lõ nào cho nó hợp lý á, thì mình sẽ ưu tiên quay từ Raw 2.1 luôn nha. Còn những cái trận nào mà làm đồ dị á, thì mình sẽ hạn chế quay từ đầu game nha mọi người ơi. Tại vì cái điều đó nó sẽ khiến video nó dài ra, và mình chỉ cần tập trung vào những cái khoảnh khắc nào mà tướng cầm đồ dị của mình á, tướng carry của mình á, nó được quẩy thôi. Tại vì làm đồ dị mà, anh em không cần biết mình lúc đầu game mình làm cái què cả, chỉ cần xem con tướng đồ dị của mình nó quẩy rồi là ok thôi. Vậy nên nó, nhưng mà làm đồ dị mà quay cả đầu game như này thì video nó dài, người xem nó chán hay sao đúng không? Cái này là mình nghĩ chứ, mình phải nghĩ cho anh em. Ok, còn một trận nữa là mình sẽ được điểu rồng thần bậc 2. Nice. Là level 8 luôn nha mọi người, bỏ Soraka vào nè, hồi được chút máu. Qna 2 star luôn nha. Trời ơi, mình có 3 cái đập đồ, 3 tách đồ, xài sao hết. Thì có chứ, 3 đập đồ với lại là 3 tách đồ mọi người, xài không hết thật á. Tại vì đập đồ với là tách đồ này xà nó ngon nhất khi mà anh em chuyển giao đội hình thôi. Giả bộ từ đội hình này mọi người muốn chuyển sang cái đội hình kia, hoặc là cái vị tướng này mọi người dùng ở đếp máu lúc đầu em á, mà nó vẫn còn xài được ở trong cái đội hình đó, thì tách đồ với là đập đồ này thì mới có tác dụng thôi. Mình thì ghép đồ chuẩn hết cả rồi em ơi, với là đồ mình cũng đẹp mà. Mấy cái này nó vừa phí, nó vừa tốn cái hàng chờ của mình nữa chứ. Cay thật. Đây rồi anh em ơi, điểu rồng thần ánh sáng cuối cùng cũng ra. Trời ơi, chờ phải gọi là gần 20 phút luôn á. Chơi một cái trận mà không biết mình làm. Wow. Lấy luôn nha mọi người. Có cơ hội là biết nắm bắt liền. Có cơ hội là mọi người phải nên nắm bắt ngay và luôn cho mình nha. Cái này nó ra đụng cái mặt luôn mà không lấy thì nó lại hơi kỳ đúng không? Có cơ hội là phải biết nắm bắt nha mọi người ạ. Đừng để nó trôi vụt qua như này được. Đây trời ơi, mẹ bốn cái tách đồ. Bốn cái tách đồ, trang bị ở trên đây thì không có bao nhiêu cả, nhưng mà tách đồ với lại đập đồ nó chiếm tận 7 slot rồi. Mà slot full đó là tầm 10 đến 11 thôi nha. Nên mình bỏ được tầm 3 đến 4 trang bị đó thôi. Cây thật chứ.
cái này mà mình muốn chuyển lại Nila 3 sao mà bay vô điện thì nó cũng khá là rắc rối đó anh em ơi, nó cũng khá là rắc rối đấy. Mà mình đang còn bay đập đồ nè, mình có nên đập thử đồ ánh sáng không ta? Mấy cái này đập đồ ánh sáng mình ra mấy cái đồ tào lao rồi thôi, chắc khóc luôn, khóc thiệt. Đây, Soraka cầm hai vô điện hồi máu khá là nhanh nha, mới vài là hồi luôn á. Nida, ui, ông này 3 sao thượng long nhiều thế. Chịu đấy. Chịu đấy mọi người ơi. Cái trận này mình chết sơ qua rồi nha. Những cái ông mà đang còn sống á, không có ông nào chơi Nila cả, nên cái việc mà mình lên được Nila 3 sao á chỉ là vấn đề thời gian hoặc là vấn đề nhân phẩm thôi. Liệu nhân phẩm của mình nó có đủ lên được Nila 3 sao không á thì mình chưa biết. Nhưng mà đã chơi Nila Carry rồi thì chắc chắn rồi, phải chuyển qua cái form bài đó chính là Thượng Long. À nhầm, Thủy Long Carry nha. Thủy Long mọi người ơi. Tất cả tướng sát thủ nha mọi người, tất cả tướng sát thủ luôn. Tổng cộng bỏ vào mọi người sẽ kích được 4 trên 6 sát thủ. Nếu như anh em mà muốn chơi form bài 6 sát thủ á, anh em sẽ phải cần ít nhất là 2 cái ấn. Đấy, ít nhất là 2 cái để mà chơi được nha. Hiện tại là mình chỉ có mất có 1 cái thôi, nên cùng lắm bỏ vào là kích được 5 trên 6 thôi, nhìn khá là đủ. Thủ ít là được hả? Ủa? Khi là không thua luôn á chứ mọi người. Nổ một phát nè. Mình lắp đồ như này á để mình đập đồ nha. Mà vào chọn nó không cho đập thì phải. Vào chọn nó không cho đập anh em ơi. Savannah ra nhiều ta. Mình Ronila cái nè. Từ từ phải đập đồ đã. À nhầm, cái đó là cái găng chứ. Ngáo ngơ thật. Sao mình cứ bấm lộn á ta? Khó chịu gì? Phải xài bớt nha mọi người. Mình phải xài bớt cái tách đồ với lại là cái đập đồ đi cho cái không gian của mình đó. Nó thoáng đãng bớt rồi đã. Chứ nhìn út nút quá, nhiều quá. Rồi, mang cho nó là ổn rồi đấy. Ron nãy giờ chưa được một con Nila nào cả. Hôm nay là đây ra cuồng đảo sáng Gary à, khá là chiến báo à. Mình thu sắp mặt luôn mọi người ơi. Thu bay trận liên tục nhưng mình đi lại nó lướt kìa, thấy không, thấy không. Đó, gặp hộ pháp là như vậy nha, lướt khi nào mà nó hết dép hoặc là nó chết thì thôi. Cái này thì con đây ra nó quạt ác quá, chịu không nổi. Không có sát thủ à, có Huyễn Long thôi. Có Huyễn Long thôi mọi người. Đây còn hai ông mà không có ông nào giành Nila cả. Đây có việc roll được hay không á, cái này là vấn đề nhân phẩm rồi. Mà nhân phẩm ở dạo này của mình nó hơi xui một tí. Rồi mình sẽ đổi đồ nha. Đổi đồ nè. Đó phải xài bớt mấy cái đập đồ với lại đã tách đồ mình mới đủ slot để cho trang bị nó rớt vào. Chứ còn không thì cũng hơi mệt mỏi đấy. Tạm thời là như vậy đi. Đây, 6 Thủy Long nha mọi người ha. Đồ tăng cơ thì chắc chắn rồi. Dách cầm là hợp lý nhất. Nila 6 con nè, ok. Nila 7 con nè mọi người ơi, nice. Nila bay vô điện, lướt kìa. Đây, Nila 3 sao luôn, ảo vậy ta. Sau gần 4 trận liên tục kia mình roll không được con nào. Nhưng mà chỉ trong một round thôi nha mọi người ơi. Trong một round, ở trong một trận mình roll một phát được 4-5 con luôn. Lên 3 sao luôn, dễ chưa. Đây Nila này thì ai đỡ đi bạn. Nila 2 sao thì nhìn nó còn hơi yếu chứ Nila 3 thì phải cho. Nếu như em chưa biết á thì có 3 trang bị có thể trừ kháng phép ở trong đó cho chân lý mùa 8 này thôi. Ở lộn mùa 7.5 này chưa. Đó chính là giao điện, nổi xét và rìu nhâm tinh nha. Trang bị là rèn tần thọ của On đó.
đúng ba chân mình thôi nha mọi người, giao điện nội xét với lại là rừng nhâm tinh. Còn trừ dép thì có khá là nhiều rồi, mình không có kể nữa. Biến Yasu luôn nè. Với lại là cái giao điện ánh sáng này nó giật đam là gần như gấp đôi so với giao điện bình thường, cũng như là cái số lượng tướng nó giật được nó sẽ gần như là gấp 1.5 luôn á. Trời ơi, ông này hộ pháp nữa, hết nước chậm thế. Thì là ba sao mà còn gặp hộ pháp nữa. Trời ơi, lướt kìa mày, như Spider-Girl luôn. Quá tuyệt vời. Mấy ông này cũng còn khá là nhiều máu à. Chắc là quẩy được tầm chục trận nữa anh em. Lướt ác. Mà cũng có nhiều anh em góp ý cho mình là khi mà làm ý tưởng thì cũng nên để những ai mà đưa ra ý tưởng ở trên cái phần video hoặc là các phần comment đó. Nhưng mà thật sự là không thể làm được gì được nha mọi người. Tại vì có rất là nhiều anh em đưa ra ý tưởng trùng nhau mà mình không thể nào mà lọc hết được. Nên không đưa người này mà đưa người khác nó sẽ bị gọi là cái thiên vị nha mọi người. Hoặc là bất công mình không muốn làm gì. Tại vì đâu phải là một ý tưởng đó là một người làm đâu. Có rất là nhiều người đưa ra ý tưởng trùng nhau cho mình nha. Mình làm được cái nào thì mình làm thôi. Mà mình để vậy mà không có lọc hết á, giả bộ ông kia cũng kêu mình lọc chưa kỹ anh em ơi, không có cái ông đó thì thôi, cũng mệt mỏi đấy. Nên thôi, tạm thời thì mình cứ làm như vậy thôi nha. Tại vì tất cả những bình luận anh em đưa ra cho mình, từ bình luận khen, chê, góp ý hay là đưa ra ý tưởng là mình đều đọc hết cả, mọi người cũng không phải lo ha. Nên nếu như mà mọi người mà có cái gì hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Đây, Nila 4 sát thủ, 6 thủy long, 3 sao, 3 giao điện và trong đó có một cái giao điện ánh sáng. Hộ pháp này nè, hết nước chấm luôn anh em ơi, quá tuyệt vời. Nó lướt nè. Ui, đánh đúng nhanh luôn anh em à, thề. Trời ơi, cái lớp dép đó kìa. Phải bằng một cái máu luôn á, quên luôn. Ok, về GG tất cả mọi người nha, và tạm biệt anh em. Sorry mọi người, con mình tưởng là end game rồi. Mình tưởng là end game rồi mọi người ơi, ai ngờ là vẫn còn một ông 24 máu. Chưa nhìn kỹ, dạo này chơi game nhiều quá nó hơi lú vậy. Tiếc cái trận này mà có thêm một con sát thủ nữa là mình được 6 sát thủ luôn rồi. Đây kẹp ra cam rồi nha, kích luôn ba bí ẩn cho nó trâu. Tại vì ông này là Austin, Pháp Sư, Vlas, Kachner, Silas, Luke, Varus, Nila. Toàn là những con mà sát thương phép cả. Ba bí ẩn cho nó chắc anh em. Trời, Nila đánh đúng nhanh luôn á. Thề, có giật nè. Có giật điện nè, đó. Giật điện nè, đó. Mày. Ác chưa? Ác chưa? 17.5 đam anh em. Kinh khủng thật Sò nó còn thêm được cái quả mà Dana random nó có nổi xét nữa chưa. Đây giật một phát vào 8 kẻ địch nha. Còn cái giao điện bình thường giật được cái 5 đứa thôi nha mọi người. Giật được cái 5 đứa thôi, cái này là 8 đứa. Ảo không? Thường mấy cái trang bị ánh sáng nó sẽ mạnh gần như là gấp 2.5 lần hoặc là 2 lần nha so với trang bị bình thường. Nó mạnh gọi là gấp đôi luôn á anh em ơi, tại vì chỉ số của nó nè, nội tại ẩn của nó nha, cũng như là những cái sự tương tác á. Ảo mai lắm. Trời ơi, Scanner búp dép cho nó lướt. Quá đã. Úi giời. Quên lộ. Nice, ok và GG tất cả mọi người nha, và tạm biệt anh em. Bye bye.